Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8, Hạt Kiểm lâm A Lưới phối hợp với đội kiểm lâm cơ động số 1, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh, đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và Ban quản lý rừng cộng đồng xã Hồng Trung, huyện A Lưới tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình khai thác lâm sản trái phép tại các tiểu khu rừng tự nhiên, khu vực hồ chứa thủy điện Alin B1. Đây là một trong những điểm nóng về khai thác của rừng tự nhiên tại địa bàn A Lưới vốn tồn tại âm ỉ lâu nay. Sau đây là những ghi nhận mới nhất về kết quả kiểm tra. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 3 tuyến tại khe Tà A, khe Tio và khe Put thuộc tiểu khu 264, 266 do Ban quản lý rừng cộng đồng A Niêng, Ta và Lê Trương Một quản lý. Hiện trường khai thác gỗ cách xa khu dân cư từ 10 km đến 15 km. Qua kiểm tra, phát hiện 8 gốc cây bị cưa hạ có đường kính gốc từ 40cm đến 70cm, chủng loại gỗ, dâu, quế, trạm trắng, mở thuộc loại gỗ thông thường. Các gốc cây bị chặt nằm rải rác cách xa nhau trên các tuyến kiểm tra, có 3 gốc đã bị chặt từ lâu và 5 gốc cây có gốc chặt còn khá mới. Ngoài ra trên tuyến kiểm tra, phát hiện một lán trại của lâm dân, đoàn kiểm tra đã tiêu hủy và 2 lán bảo vệ rừng của cộng đồng. Khu vực khai thác trái phép trên thuộc Ban quản lý rừng cộng đồng A Niêng, Ta và Lê Trương Một quản lý thuộc các tiểu khu 264, 266 đã được giao từ năm 2005 với tổng diện tích là 2.386 ha. Tuy nhiên, với một diện tích rừng tự nhiên được giao cho cộng đồng lớn, địa bàn hiểm trở nên việc tuần tra chưa được khép kín. Vì vậy, một số đối tượng đã lợi dụng để khai thác số lâm sản trên. Rồi cũng một số bà con khó khăn quá thì xin ý kiến anh em tổ quản lý bảo vệ rừng rồi xin một số để mà sửa chữa nhà ở rồi một số nghèo khó thì anh em cũng cho ít thôi một ít để mà anh em bà con nhân dân khó khăn thì sử dụng một số con sắp tới thì anh em cũng cố gắng tiếp tục quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động bà con nhân dân không chặt phá để mà quản lý dịch vụ môi trường của cộng đồng thôn Lê Trương Một. Người dân đấy sử dụng gỗ thì cũng có đấy, tuy nhiên là cái việc mà chủ trương gỗ đấy cấp phép thì chưa có, đôi lúc người dân cũng có lén lút là cái việc khai thác, nhưng mà nói về rầm rộ thế này thì kia đấy thì là theo nhận định đấy của cơ quan chức năng về hạt lưới thì cái này là chưa khẳng định được đấy. Và trong thời gian tới thì hạt cũng là phối hợp với xã đấy, lực lượng biên phòng đấy, là chủ rừng đấy, chốt chặn đấy, tổ chức kiểm tra cũng như là truy quét các cái vùng điểm để ngăn chặn. Trong báo cáo nhanh, Hạt Kiểm lâm A Lưới khẳng định việc khai thác trái phép gỗ tại khu vực này có một số vụ việc được lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện kịp thời và tổ chức truy bắt. Nhưng do địa hình phức tạp, lâm dân thường bỏ chạy nên việc bắt giữ và xử lý đối tượng gặp nhiều khó khăn. Song phần lớn số lượng gỗ khai thác trái phép đã được Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan tịch thu xử lý theo quy định. Từ nguồn tin của Kiểm lâm địa bàn và cộng đồng, từ đầu năm 2019 đến nay, Kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Ủy ban nhân dân xã Hồng Trung tổ chức tuần tra 23 đợt, trong đó tuần tra khu vực lòng hồ thủy điện Alin B3 18 đợt, bắt giữ 3 vụ với khối lượng 4,698 mét khối gỗ các loại, chủng loại dâu, quế, trạm trắng, mở. Ngoài việc ghi nhận thực tế hiện trường phá rừng theo phản ánh của báo chí, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới cũng đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hồng Trung và Hạt Kiểm lâm để tăng cường các giải pháp quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Cụ thể là triển khai thêm các chốt chặn tại các khu vực trọng yếu, quản lý chặt các chủ ghe thuyền hoạt động trong khu vực, kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, không để hình thành các tụ điểm phức tạp. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tuần tra bảo vệ rừng cho các cộng đồng, hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy chế quản lý rừng cộng đồng nhằm tăng cường các giải pháp trong công tác bảo vệ rừng cộng đồng được giao.